Em xin chào cả nhà nha. Em ra nhà em gái chơi nè cả nhà. Cái thấy em gái chặt cái dừa nhiều quá luôn. Mình mượn em gái mình làm cho mình cái clip mà mứt dừa cả nhà. Cả nhà cũng coi kênh và ủng hộ mình nha cả nhà. Rồi em gái. Chào cả nhà. Cái này mình chặt dừa mứt dừa cả nhà. Quá trời cái dừa ngon. Dừa này dừa ẻo, trái nó nhỏ nhỏ còn mà cái nó ngon. Đây bỏ uổng à, cái nó luôn. Cái này để đựng nước nữa. Cái phít nãy còn đầy à. Mấy trái chặt luôn để mình tới. Cái muỗng đâu có làm được cái muỗng đâu. Mứt dừa sữa nè cả nhà. Em gái làm mứt dừa ngon lắm. Mình thích ăn lắm mà không biết làm mình làm sao nó đóng cục lại. Chắc là để nấu lẩu cả nhà. Chút quá à. Em gái nấu lẩu cua cho mình ăn. Cho mình làm đây tiết kiệm đó. Ăn xong gọi về làm tiếp. Và ớt. Ừ. Cái muỗng này thì nào nó lâu. Nó mềm quá, muốn có thì nó bự quá. Ủa, chưa chân trong mẹ nó. Thì vừa làm luôn mà chứ. Ừ. Dày cơm ngon ha. Cái đó nó dày kìa. Cái nhỏ vậy chứ. Nó cái đó béo. Ừ. Cái đó ngon không có dừa khác nữa. Em làm mứt dừa em thích làm mứt dẻo mà. Nó nhỏ thiệt nhưng mà nó ngon. Bây nhục. Cái này vô làm gì nữa em gái? Bây giờ bắt đầu mình đi rửa cho sạch sẽ, mình gọt mấy cái đem ra bỏ hết rồi mình rửa rồi sắc. Rồi cái này em gái đi vô rửa rồi gọt mấy cái vàng vàng đó ra cả nhà. Rồi đem sắc cả nhà. Rồi ốp gì nữa em gái quay công đoạn sau nha cả nhà. Cả nhà vừa cũng rửa xong rồi cả nhà. Bây giờ em tiến hành khâu sắc cả nhà. Vừa em làm về sữa thì em sắc thôi chứ không có vào đâu. Em cũng bị một em nặng đây miếng chanh nữa nha, cho nó vừa nó được trắng. Sữa cả nhà, nó không có cứng luôn đâu, em sắc dày dày không sắc nổi đâu. Có người đã sắc vô không sắc gì đúng không? Cả nhà, giờ em cũng sắc xong rồi cả nhà. Bây giờ em vớt ra cả nhà. Em vớt ra rồi em rửa lại thêm vài nước nữa để cho nó hết cái trắng trắng này nè cả nhà.
cho nó hết cái nước đục, có cho nước nó trong lại vậy mới nghe. Ăn tươi luôn. Xả nước khác vô em rửa nữa nè, để cho nó hết cái nước được luôn. Tươi luôn các bạn. Mình rửa thêm nước nữa. Nước cái trần nữa các bạn. Tắt nước đục rồi đây. Nước này nó được. Nước này để em để cho nó ráo rồi em lên mớp đường. Ráo chút cái mớp đường đó nha. Đây đường có sẵn. Cả nhà giờ em nhúng lửa để em chuẩn bị xin mứt nè cả nhà. Em cũng ướp được 4 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ em nhúng lửa đang để em xin mứt. Đầu tiên là em xin màu trắng trước đi, cho nó không có bị lẫn với những màu khác. Em xin màu trắng trước. Thì lấy cái sạn cái mới được. Giờ em xên nó cái này. Thì em có chuẩn bị đi miếng chanh rồi cả nhà. Xên mức là không có nào thiếu chanh nha cả nhà. Em phải nặng như miếng chanh. Ít thôi. Hình như đa số là mức xên mức là không bao giờ là thiếu chanh. Tại vì nặng chanh vô đừng cho nó đỡ đường nữa. Thì mình cứ xên từ từ chỉ tới khi nào mà thấy nó hết nước luôn thôi nè. Bây giờ cả nhà em bắt cái chảo khác lên rồi em xên cái
cái mẻ khác đó nha. Bây giờ anh xin màu tím sen chứ. Tiếp tục là xin màu tím sen. Tiếp tục cái mẻ mới nữa đó nha. Bước thứ hai của em cũng sắp sửa hoàn thành nữa cả nhà. Nửa tát cái lỗ két của bình dập này. Giai đoạn này mình hạ lửa cả nhà. Hạ lửa lớn quá nó bị khét được á. Nó chưa kịp bông nó khét rồi. Bông được rồi, bông. Để xem từ từ nó cho nó khô một lúc. Bỏ quên đi vô đó nè. Cái mẻ trắng hồi nãy em quên bỏ quên đi vô. Con này có thơm đi. Mời cả nhà một sợi nha. Nắm. Ngon ngon. Mẹ thứ hai hoàn thành cả nhà. Giờ mẹ thứ hai của em xong rồi, em cũng đem gửi ra đây luôn, gửi đây luôn. Tiếp tục em cũng đi xem mẹ thứ ba tới bốn mẹ này, bốn màu bốn mẹ. Màu trắng với màu tím sen à.
chắc luôn là cũng muốn hoàn thành cả nhà có xong rồi. Cái này là màu xanh lá dứa. Cái này màu xanh lá dứa nè. Màu nguyên đó. Nó không có cái màu này màu lá dứa tự nhiên nó không có tinh chất của thịt lá dứa mà nó không có xanh không. Thấy cái xanh màu này. Rồi em nhắc xuống nha. Trời cũng tối hết cũng thấy đường không à. Sao? Có thấy đường không à? Mở đèn lát ra. Chắc mẹ nó muốn khép luôn à. Giờ em cũng sơn xong hết chứ nha. Bốn bà em cũng sơn xong hết trơn rồi. Giờ em chọn cho nó cắm điệu nhau luôn. Chọn có xanh xanh đỏ đỏ rồi. Màu màu trái gắt này phải đấy màu màu bông đậu biết cái này cái màu xanh 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 gì anh bà lá dứa hả xanh này đậu biết không xanh xanh gì chứ mà xanh gì ngổ ngổ xanh cũng đẹp cái đậu biết kìa. Mức em cũng làm xong hết đó nha. Nếu mà cả nhà thấy em thấy thích thì hãy share với like cái bài cái kênh của cơm gia đình của anh với chị nha cả nhà. Cho anh với chị một like một chia sẻ cả nhà để cho bữa cơm gia đình càng càng phát triển nha. Thì vậy thôi em chào tạm biệt cả nhà ha. Tạm biệt cả nhà.